Xin chào các em. Trong video này thì thầy sẽ giải đáp một cái câu hỏi mà một bạn học sinh lớp 11 gửi về cho thầy. Đó là cái bài toán liên quan đến phương trình lượng giác chứa tham số. Cụ thể ở đây chúng ta có bài toán là tìm m để phương trình m cos x cộng với m trừ 1 bằng 0 có nghiệm thuộc cái đoạn từ 0 đến pi trên 2. Ở đây thì chúng ta sẽ lưu ý cho thầy á, đối với phương trình lượng giác thì đây là một trong các cái phương trình nó giống với cái phương trình cơ bản đối với hàm là hàm cos, đúng không? Và chúng ta sẽ nghiên cứu lại một chút cái đường tròn lượng giác. Bây giờ thì thầy sẽ vẽ lại một chút để chúng ta xem lại cái đường tròn lượng giác này. Thầy thì thường là khi mà giải quyết các cái bài toán liên quan đến biện luận phương trình chứa tham số thì thầy sẽ hay sử dụng cái đồ thị, đúng không? Thì ở đây cũng thế, thầy sẽ sử dụng cái đồ thị để chúng ta nhìn nó rõ hơn. Chúng ta có cái đường tròn đơn vị trục OX, và chúng ta biết rằng là với cái đoạn từ 0 đến pi trên 2 thì nó sẽ tương ứng đây từ 0 đây, đúng không? Từ 0 đấy nó sẽ chạy theo chiều dương và đến pi trên 2 là đến cái chỗ này. Đó, bây giờ nhiệm vụ của mình là tìm để cái phương trình này có nghiệm trong cái đoạn từ 0 đến pi trên 2. Đấy. Chú ý rằng là cái giá trị của x kia nhé, đúng không? Tức là nó rơi vào đây. Đấy. Chúng ta hình dung là khi mà cái của mình nhé, cái giá trị của x nó chạy từ 0 đến pi trên 2, đúng không? Thì cái cos của mình sẽ chạy từ trong cái đoạn từ 0 đến 1. 0 đến 1 ở đây. Đấy. Quan sát như này để chúng ta thấy rằng là lát nữa chúng ta sẽ đưa cái bài toán này về cái dạng quen thuộc như thế nào. Trước hết thì chúng ta sẽ biến đổi cái phương trình của mình một chút về cái dạng cơ bản, với cái chú ý rằng ở đây thì vẫn có cái hệ số của cos x. Vì vậy mà chúng ta cần phải xét cho thầy hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, trường hợp một là cái m của mình, cái tham số m này nó bằng 0. Rõ ràng là khi tham số m bằng 0 thì cái phương trình của mình sẽ có dạng là 0 nhân với cos x, đúng không? 0 nhân với cos x lại cộng với 0 trừ m, trừ 1 xin lỗi. Trừ 1 nó bằng 0 và cái phương trình này là vô nghiệm. Cái này là vô lý, dẫn đến phương trình vô nghiệm luôn. Phương trình vô nghiệm. Như vậy là với cái trường hợp đầu tiên là m bằng 0 thì phương trình vô nghiệm. Trường hợp thứ hai khi mà m khác 0. Khi m khác 0 ấy thì cái phương trình ban đầu của mình có thể viết tương đương với là cos x sẽ bằng 1 trừ đi m. Chúng ta chuyển vế đổi dấu nhé. Nó là 1 trừ đi m trên m như thế này. Trên m như thế này. Đấy. Thế vậy thì chúng ta sẽ quan sát cái giá trị ở đây. Thì chúng ta biết rằng là với mỗi cái giá trị đây, cái phương trình cơ bản của mình là phương trình cos a, cos x bằng a. Đây chính là phương trình cơ bản, đúng không? Và để mà nó có nghiệm, trước hết là để có nghiệm đó nhé, chứ chưa nói đến chuyện là có nghiệm thuộc cái đoạn từ 0 đến pi trên 2. Để có nghiệm thì cái a của mình ở đây phải lớn hơn hoặc bằng âm 1, nhỏ hơn hoặc bằng 1, đúng không? Đấy, điều kiện để nó có nghiệm là như vậy. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là để mà cái phương trình này có nghiệm thuộc cái đoạn từ 0 đến pi trên 2 thì cái giá trị này nó phải nằm trong cái khoảng từ 0, đoạn từ 0 đến 1 như chúng ta phân tích. Thế thì ở đây chúng ta minh họa lại một chút để hiểu rõ hơn là nếu như mình có cái giá trị a đây, giá trị a như thế này. Đấy,
Đây là giá trị A. Đấy. Đấy, tương ứng với giá trị cos x đấy, đúng không? Cos mà bằng A thì chúng ta sẽ có được nghiệm này. Đấy, nghiệm của phương trình nó sẽ tương ứng là hai cái phần trên đường tròn đứng giác, tức là cái điểm này và cái điểm này. Đấy. Thì khi mà A chạy ở trên đây. Đấy, trên trên cái đoạn từ 0 đến 1 thì nó sẽ có nghiệm rơi vào cái khoảng từ 0 đến pi trên 2. Nhưng nếu A mà chạy ra ngoài này, phía ngoài này thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là nó sẽ không có nghiệm thuộc cái khoảng đó, thuộc cái khoảng mà chúng ta đang cần đang muốn xét ở đây từ 0 đến pi trên 2 thuộc cái đoạn này. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ viết một cái câu để dẫn vào cái phần bài của mình. Đó là phương trình, để cái phương trình này thầy gọi là phương trình 2 đi, đúng không? Phương trình 2 có nghiệm thuộc đoạn 0 pi trên 2, thuộc đoạn 0 pi trên 2 thì khi đó chúng ta phải có điều này tương đương với là cái giá trị 1 trừ m, như thầy phân tích ở chỗ đoạn vừa rồi, 1 trừ m trên m nó phải lớn hơn cùng lắm là bằng 0 và nhỏ hơn cùng lắm là bằng 1. Đấy, chúng ta để ý ở đây là người ta có lấy đầu bút, nếu mà trong trường hợp mà người ta không lấy các cái đầu bút này thì chúng ta sẽ bỏ các cái dấu bằng đi thôi. Đấy, thì chúng ta nhớ là như vậy, khi mà ở phía bên này thì cái nghiệm đây nó bị rơi ra ngoài, nhưng khi mà giá trị A nằm trong khoảng 0,1 này, đoạn 0,1 này thì cái nghiệm của mình đây, cái nghiệm này chính là nghiệm thuộc cái đoạn từ 0 đến pi trên 2. Đấy, thì chúng ta hình dung một chút như vậy để chúng ta xét tiếp. Ở bài này thì người ta chỉ hỏi đơn thuần là có nghiệm không thôi, ở cái câu hỏi của bạn này cũng như thế, nhưng mà có những bài thì người ta yêu cầu là tìm để nó có bao nhiêu nghiệm chẳng hạn, lúc đấy thì mình sẽ tùy cơ ứng biến nhé. Thế thì để giải cái này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Trước hết là chúng ta chia làm hai, thực tế đây nó là hai cái bất phương trình. Bất phương trình thứ nhất là 1 trừ đi m lớn hơn hoặc bằng 0, và bất phương trình thứ hai là 1 trừ m trên m là nhỏ hơn hoặc bằng 1. Thì chúng ta giải cái phương trình thứ nhất với cái chú ý là cách giải ở đây á, có lẽ là các bạn học lớp 11 rồi nên là chúng ta có thể viết luôn được cái tập nghiệm. Chúng ta sẽ có m thuộc vào, ở đây thì cái trên tử ấy thì có nghiệm là 1, dưới mẫu thì có nghiệm là 0, nhưng mà cái 0 này sẽ không lấy ở dưới dưới mẫu, chính vì vậy mà nó sẽ thuộc vào cái trong khoảng hai nghiệm nhé, trong khoảng hai nghiệm đó là từ 0, nửa khoảng từ 0 đến 1 như thế này. Đấy. Còn phần thứ hai thì chúng ta sẽ chuyển vế đổi dấu sang, chuyển vế đổi dấu thì chúng ta sẽ có là 1 trừ đi m trên m, ông này trừ đi 1 nhỏ hơn hoặc bằng 0, và chúng ta giải cái bất phương trình này. Bên trên thì đương nhiên vẫn giữ nguyên, nhớ là cái này là đồng thời xảy ra nhé các bạn nhé. Đấy, cái ngoặc đồng thời xảy ra, m thuộc vào nửa khoảng 0,1. Đấy, còn bên dưới này mình sẽ quy đồng mẫu lên thì là 1 trừ đi 2m trên m nhỏ hơn hoặc bằng 0. Thì trên tử của cái bất phương trình thứ hai, còn bất phương trình thứ nhất mình giải xong rồi thì mình giữ nguyên. Bất phương trình thứ nhất mình giải xong rồi, mình sẽ giữ nguyên là m thuộc nửa khoảng 0,1 như thế này. Còn bất phương trình thứ hai thì mình nhớ rằng trên tử nó có nghiệm là 1/2, dưới mẫu thì nó có nghiệm là 0, và vì là cái hai cái thằng này nó trái dấu, cái này các bạn có thể xem thêm các cái video thầy hướng dẫn về giải phương trình thì chúng ta sẽ nhìn thấy được. Đấy, hai cái thằng này trái dấu và nó cùng dấu với cái dấu của bất, như vậy thì khi đó chúng ta sẽ có được là m sẽ thuộc vào ngoài khoảng hai nghiệm, đúng không? Đấy, cái khoảng thứ nhất là từ trừ vô cùng đến không, không lấy đầu bút nhé. Đấy, hợp với cái nửa khoảng từ 1/2
đến dương vô cùng như thế này, như thế này. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ kết hợp hai cái điều kiện này lại, kết hợp. Thì chúng ta chú ý là hai thằng này thì giao nhau bằng rộng này, nhưng còn thằng này giao thì sẽ là m sẽ thuộc vào đoạn từ 1/2 đến 1 đoạn nhé. Đấy, thì chúng ta chú ý các cái vị trí của đầu bút, tại sao chỗ này này là khoảng, chỗ này này là nửa khoảng, vân vân. Đấy, thì cái này là kiến thức lớp 10 thầy giải nhanh như vậy. Còn các bạn không thích thì các bạn có thể lập cái bảng xét dấu, nhưng mà lập bảng xét dấu ở đây thì nó hơi rườm rà và mất thời gian. Đấy, thì các em có thể tham khảo cái cách làm như vậy. Còn chi tiết hoặc là các bạn có bất kỳ cái vấn đề gì thắc mắc mà liên quan đến cái bài tập này thì các em có thể trao đổi ở trong cái phần bình luận bên dưới video, thầy sẽ dành thời gian để trả lời giúp các em. Các em thân mến, như vậy là cái bài toán này đến đây của mình nhé, là mình đã xét cái trường hợp thứ hai. Nhớ là cái trường hợp đầu là vô nghiệm, tức là mình đang cần có nghiệm nhưng mà nó lại vô nghiệm mất rồi, đúng không? Đấy, chính vì vậy là m bằng 0 là không xác định được. Còn đương nhiên trường hợp thứ hai thì m khác 0, cái bản thân cái số 0 nó không thuộc vào cái đoạn mà mình tính được ở đây. Như vậy kết luận cuối cùng cho mình kết hợp lại hai cái trường hợp, mình sẽ có được m thuộc vào đoạn từ 1/2 đến 1. Tùy theo từng bài thì ở bài này chúng ta sẽ chỉ có cái trường hợp 2 là được thôi, có những bài thì có trường hợp 1 luôn. Đấy, thì đây là những một trong số các bài mà vận dụng cái bất phương trình cũng như là vận dụng cái phương trình lượng giác cơ bản để chúng ta có thể thực hiện được các cái biện luận liên quan đến phương trình lượng giác chứa tham số. Các em thân mến, video thì xin được phép tạm dừng tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong các cái video tiếp theo. Hy vọng rằng là các em sẽ hiểu hơn được cái phần này cũng như là cái phần mà tiếp theo các em có thể học. Xin chào tạm biệt.